Serum Honsi hỗ trợ việc tái tạo và phục hồi những phần tế bào bị tổn thương. Sản phẩm vô cùng thích hợp sử dụng cho những người bị dị ứng kem trộn. Những người vừa sử dụng các dịch vụ chuyên sâu như phi kim, lăng kim, laser. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm nhé. Nguồn gốc xuất xứ của Serum Honsi. Xuất xứ Nhật Bản. Tên sản phẩm Serum trị nám Honsi. Thương hiệu Honsi. Quy tắc 1 hộp 5 lọ. Dung tích 5ml 1 hộp lọ. Honsi là một thương hiệu dược mỹ phẩm nổi tiếng tại xứ sở Nhật Bản, nhưng vẫn là một cái tên khá xa lạ đối với thị trường Việt Nam. Nhãn hàng này đã cho ra mắt những sản phẩm thiên về trị mụn và trị nám với độ hiệu quả vô cùng cao mà lại rất nhanh chóng, để lại ấn tượng rất tốt trong mắt người sử dụng. Ưu điểm của serum trị nám Honsi. Sản phẩm ứng dụng liệu pháp pha lê, tạo màng trắng 3 tầng bảo vệ da trước tác động của tia UV từ ánh nắng mặt trời, kìm hãm tình trạng tăng sinh sắc tố da quá mức, giúp da không bị sạm đen dưới tác động từ khói bụi và môi trường. Gồm các hoạt chất có tác động đến 3 lớp cấu trúc da, nuôi dưỡng tế bào da khỏe mạnh từ sâu bên trong. Các phân tử nano siêu nhỏ giúp len lỏi vào những vùng bị sẫm màu, thâm nám và đánh bay sắc tố melanin, trả lại cho bạn làn da mịn màng trắng sáng. Da của bạn sẽ được bảo vệ 3 tầng do sản phẩm được áp dụng phương pháp pha lê, giúp tránh được những tác động gây hại từ bên ngoài môi trường như tia cực tím, khói bụi, vi khuẩn. Các dưỡng chất siêu nhỏ tinh chất thẩm thấu cực nhanh, không gây nhờn riết hay bí da. Thành phần từ những thảo dược thiên nhiên, không gây tác dụng phụ, kích ứng da, không gây hiện tượng bong tróc da. Thành phần chính serum Honsi. Sản phẩm serum Honsi được chiết xuất bởi các thành phần tự nhiên như dầu tràm trà, rau sam, mật ong, pha, tế bào gốc, Vita 3 Complex. Công dụng của Honsi Vita PL Brighten Ampoule: hỗ trợ tái tạo làn da các vùng da bị tổn thương, tăng cường sản sinh collagen giúp da săn chắc khỏe mạnh, giúp cung cấp độ ẩm cho da, tạo cho da luôn căng bóng, mịn màng, giảm sưng, làm khô nhân mụn, kháng khuẩn, kháng viêm, ngăn ngừa sự hình thành các vết mụn mới, làm đều màu da, làm mờ các vết nám, tàn nhang, ngăn ngừa sự hình các nếp nhăn, chống lại sự chảy xệ của da theo tuổi tác. Các loại da nên sử dụng sản phẩm: da nám, tàn nhang, không đều màu, sạm màu, da bị tổn thương do trị liệu, lăng kim, phi kim, laser, da yếu, da mỏng, nhạy cảm, da có sẹo, rỗ, mụn, lỗ chân lông to, da khô, thiếu ẩm, kém mịn màng. Loại da phù hợp: da thường, da khô, da hỗn hợp, da dầu, da nhạy cảm. Cách sử dụng tế bào gốc Honsi. Để có hiệu quả tốt nhất, khách hàng nên sử dụng theo chỉ định sau. Làm sạch da trước bằng tẩy trang và sữa rửa mặt. Dùng bông thấm một lượng toner lau nhẹ để các bước dưỡng da tiếp theo đạt hiệu quả tốt hơn. Lấy một lượng serum vừa đủ thoa đều lên các vùng cần điều trị, đồng thời massage và vỗ nhẹ giúp tinh chất có thể thẩm thấu nhanh và đều hơn. Thoa một lớp kem dưỡng giúp khóa ẩm, hạn chế lượng serum bị bay hơi. Những lưu ý khi sử dụng serum Honsi. Sử dụng đều đặn mỗi ngày 2 lần vào buổi sáng và buổi tối để có thể đạt được hiệu quả cao và nhanh chóng nhất. Chỉ nên sử dụng cho các vùng da cần được điều trị, không nên thoa khắp mặt bởi nồng độ tinh chất trong sản phẩm khá cao. Đóng nắp ngay sau khi sử dụng để hạn chế tình trạng serum bị bay hơi và oxy hóa. Bảo quản tại nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp của mặt trời, tốt hơn hết thì nên bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Hiệu quả của sản phẩm còn phụ thuộc vào từng cơ địa của mỗi người. Phân biệt thật giả serum Honsi như thế nào? Trước khi bạn muốn tìm mua serum Honsi, thì bạn hãy nên tìm hiểu thật kỹ mọi đặc điểm về sản phẩm để có thể tránh được việc mua phải hàng giả. Dưới đây là một số điểm chị em cần lưu ý. Về hình thức, tế bào gốc Honsi có dung tích 10ml một lọ, với thiết kế đầu hút cao su dễ sử dụng. Hợp vệ sinh, thân chai có màu nâu sẫm, cân đối. Về bao bì, trên phần thân có dòng chữ Vita PL Brighten Ampoule được in rõ ràng. Cân đối trên nền màu hồng nhạt, mọi thông tin của sản phẩm đều có cùng không chữ.
sắc nét, không bị mờ nhòe. Về cảm quan, chất serum hơi sánh. Không màu, có mùi thơm đặc trưng của tràm trà, khi thoa lên da thấm rất nhanh, không để lại dấu vết, không gây nhờn rít. Bí da. Còn hàng giả thì tester rất lỏng, có mùi hắc của chất hóa học, thoa lên da lâu thấm, có cảm giác hơi ngứa và bí da. Về mã vạch, dựa vào mã QR và mã code được in trên bao bì, các bạn có thể kiểm tra mọi thông tin về sản phẩm, từ nguồn gốc xuất xứ đến thành phần chi tiết. Mua serum Homsi chính hãng ở đâu? Với kinh nghiệm 6 năm bán các sản phẩm mỹ phẩm chính hãng nói chung, sản phẩm serum Homsi nói riêng, chúng tôi có đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm giúp quý khách sử dụng sản phẩm được tốt nhất. Chúng tôi cam kết serum Homsi chính hãng 100%, quý khách được kiểm hàng trước khi thanh toán. Gửi hàng chuẩn như hình đã đăng. Không bao giờ tư vấn hàng thật rồi gửi cho khách hàng giả như một số cửa hàng khác bán trên Facebook hay Shopee. Serum Homsi chính hãng có giá bao nhiêu? Serum Homsi giá tốt nhất tại shop chúng tôi, đồng thời được miễn phí giao hàng toàn quốc cho đơn hàng có tổng hóa đơn 500.000 đồng trở lên, được kiểm hàng trước khi thanh toán.